Sơn Thanh Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Ngay dưới video clip này có một nút ấn đăng ký màu đỏ. Em Đạt Trần mời các bác đăng ký kênh bên em để theo dõi và cập nhật những video clip, những báo giá sản phẩm audio bãi mới nhất mỗi ngày. Trong video hôm nay, em Đạt Trần lên sóng một siêu phẩm cặp loa Kenwood, dòng loa Nhật xuất Mỹ cho chất âm cực kỳ là hay. Cặp loa Kenwood KL888D, một cái dòng sản phẩm có thể nói rằng một cái model làm lên tên tuổi của hãng. Cặp này thì được ra đời vào những năm 1976, tuổi đời khá lâu rồi. Tuy nhiên hôm nay shop về được một cặp hàng đấu mạng rất là đẹp, vâng, đẹp xuất sắc và zin nguyên bản. Em xin lên sóng và giới thiệu cho các bác. Độ mới còn khoảng trên 90-95% luôn thưa các bác. Cặp này thì thiết kế với thùng vỏ vân gỗ rất là đẹp. Các bác có thể thấy là tất cả các cái chi tiết đường nét góc cạnh toát lên một cái cặp loa đẹp xuất sắc. Và cặp này thì ra đời vào những năm 1976 cho nên là hãng đã trau chuốt cho cặp loa một cái tấm lưới căng vô cùng là tỉ mỉ, đẹp và sắc sảo, với những cái họa tiết nan sọc thẳng rồi đan chéo nhau. Logo của Kenwood ở phía dưới, mặt trong của nó còn rất là mới như thế này. Cặp này là cặp bát trắng cho nên là rất là nhiều anh em thích các bác nhé. Cấu hình của nó có tới 6 loa và 6 đường tiếng. Kích thước tổng thể để cho các bác dễ dàng kê bày. Và cặp này thì có cái chiều cao là 68, chiều rộng là 44,5 và chiều sâu là 30 cm. Và công suất của em nó là 200W cho một thùng, cái trở kháng 8 ohm và độ nhạy lên tới 98 decibel. Một cặp loa rất là dễ phối ghép, chơi hay, bày đẹp, các bác có thể là chơi đa năng luôn, đặc biệt là nhạc vàng thì hết sức tuyệt vời, nhạc vàng, nhạc xưa, băng cối. Ngoài ra thì nó chơi nhạc trẻ, nhạc mạnh cũng rất là tốt. Có thể là kết hợp đa năng các cái thể loại nhạc khác nữa, công suất của nó khá lớn. Đây các bác nhìn nhé, loa bát trắng nhé, màng rất là đẹp luôn, màng giấy giống như trên JBL cao cấp. Còn gân loa thì hãng sử dụng cái gân là gân vải lụa mềm. Đấy, vải lụa mềm, cái gân này thì người ta có những cái chất đặc biệt tạo nên cái độ dai và độ dẻo cho cái gân. Đấy, nó kín hơi, nó không bị lão hóa theo thời gian. Một cái loa mít giấy rất lớn với cái đường kính 16 cm, đẹp và căng mọng không tì vết. Một cái loa mít kèn. Đấy, hai loa chép còi và một cái loa siêu chép, tuyến loa đẹp xuất sắc luôn. Đấy, đến kể cả cái lỗ thông hơi thì hãng cũng trau chuốt có cái lớp ba. Thứ nhất là vừa là thông hơi được, vừa là bịt lại để tránh cái côn trùng vào trong. Đấy, cặp loa thiết kế rất là chỉnh chu, toàn bộ các ốc là chưa tháo khỏi khối thùng. Và cặp này thì đẹp mộng mị luôn. Đây, thùng vách góc cạnh các bác xem giúp em. Đấy, quay lên thì nó còn không rõ, chứ còn nhìn thực tế nhé. Đấy, nó đẹp như mới luôn. Đấy, nét căng. Đấy, nét căng luôn thưa các bác, xuất sắc. Một cặp loa chơi hay, bày đẹp, các bác có thể dễ dàng phối ghép với rất là nhiều các âm ly khác nhau. Đây, cái cần của nó đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Này, vỏ gỗ này, góc cạnh nào nét căng, đặc biệt là cái tuyến loa này, tuyến loa nó xuất sắc, bát 40 mà trắng phau luôn. Đấy, rồi mít kèn, mít giấy, mít kèn này, nó mọng căng, có thể là soi gương được, các bác nhìn nhé. Đấy, đẹp leng keng. Hai cái loa chép còi, cầm này thì đẹp, và có thể nói là đẹp xuất sắc. Đấy, rất hiếm, cái độ mới còn khoảng 95%, mặc dù cái tuổi đời khá là lâu rồi. Bây giờ em sẽ test nhạc cho các bác cùng nghe, và em xin được báo giá cho các bác. Cầm này thì giá rất tốt, 15.800.000. Các bác có nhu cầu alo cho em. Shop bên em ở tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc và giá báo sản phẩm không bao gồm phí ship các bác nhé. Mời các bác chúng ta cùng thưởng thức. Em sẽ mở lớn volume một chút. Về hỏi thăm em mấy câu, đi về đâu?
một cái cặp loa có thể nói là rất là hay trong cái tầm tiền, và với cái mức giá chỉ có 15.800.000 đồng. Chơi hay bày đẹp, các bác có thể so sánh với những cặp Pioneer 77A 88A. 77A bass 30 mà giá bây giờ khoảng 23-24 triệu rồi. Đấy. Còn 88A thì phải 26-28 triệu. Thì các bác chơi trong cái cặp này đấy, có thể nói là nó rất là hay, tiền hợp lý. Trần xin kết thúc video clip này tại đây. Các bác quan tâm cặp loa Kenwood 888 AD với mức giá 15.800.000 này, các bác alo cho em. Xin chào các bác.